Hello mọi người, mình là Kelly đây. Hôm nay mình lại tiếp tục làm video. Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu anh ở nhà nào rồi nhỉ? Ngày 4, ngày 5 rồi anh em ạ. Hôm nay là mình lại tiếp tục làm video và mình sẽ đi siêu thị này. Xong là Na làm cơm, Na bảo là Na làm cơm cuộn cho ăn. Để Na bảo Na làm mà. Ok, hôm nay là mình sẽ quay vlog rồi. Được Na làm cơm cuộn cho ăn xong đi siêu thị cùng Na đấy, kiểu đi chơi anh em ạ. Đó, bây giờ là đi nhá, siêu thị Tất Trắng à. Ok anh em ạ, bây giờ là mình mua lá kim chi cuốn cơm nè, cái này nè, xong đây mọi người ơi, mình ra chợ đây anh em ơi, có cóc có xoài non nè, thế bây giờ mua quả gì nhỉ, mua quả cóc đi, mua quả cóc tí chấm súp ăn mọi người ạ. Cóc bao tiền một cân ạ? 15.000 ạ. Thế cho cháu mua một cân đi ạ. Đây là quả gì đấy bác? Đây là túi gì đấy? Dưa cà muối sổi. Dưa cà muối sổi. Rồi ạ, mình mua dứa này, xong mua củ đậu này đó. Bây giờ đi mua gì tiếp nè? Đi ăn chè đi. Đi ăn chè à? Đi. Bây giờ đi ăn chè mọi người ạ. Em ơi. Đây chè đây. Đây là kem lăng hả chị? Đây kem lăng. Nhưng mà ở trên gọi là cái gì ấy nhỉ? Cái gì ấy nhỉ? Quên tên mất rồi. Đây anh em ơi. Thì đây là bánh plăng. Bánh plăng bánh gì plăng ấy, bây giờ là mình sẽ với Na sẽ ăn anh em ạ. Đây anh em ơi. Đấy. Thấy ngon không? Ôi trời ơi. Ngon, siêu ngon luôn. Đây anh em ơi. Ok anh em ơi, vừa mới mua được cái kính khá là ngầu luôn anh em ơi. Ok bây giờ mình sẽ đi ra nhà bà của Na. A few minutes later. Ok mọi người ơi, thì đây là Na mọi người ạ. Đó, đây là nói gì bây giờ ta quên mất rồi. Đây là nhà bà của Na mọi người ạ. Nhà bà của Na này thì mình với Na ra qua đây. Thế bây giờ như nào Na? Đi vô giấy đón bà về. Đi vô giấy đón bà về đây. Về đây anh em ạ. Đó thì bây giờ là mình sẽ đi mọi người. Điện thoại còn đúng 5% thôi anh em ạ. Đấy còn đúng 5% thôi. Tranh thủ ăn
ăn quả đậu phát. Ơ quả đậu rồi. Ăn quả dưa chuột phát anh em ơi. Không. Rồi, bây giờ mình sẽ đi mọi người. Điên à, chưa được. Chưa được. Chuột biết đi xe không? Ok mọi người ơi, đó, bây giờ là tụi mình sẽ ăn nè. Quay cơm ông, đây là ông của Na. À, đây là em. Đây là em. À, Na giới thiệu đi. Đây là bà ngoại, đây là Đây, đây mọi người ơi, thì hôm nay mình sẽ ăn cơm cùng ăn cơm ăn cùng một cơm nông thôn. Đúng rồi, ăn một đĩa cơm nông thôn ở nhà Na. Đó. Nhà ông ngoại. Nhà ông ngoại Na mọi người ạ. Ngon lắm. Ăn cơm mọi người ạ. Lần đầu ăn cơm bên nhà ông bà của Na. Ăn cái bò nó chọn phải. Có bà nó không ăn. Ăn đi. Con cơm này ăn đập. Ăn này chơi con. Chắc chắn. Rồi ăn luộc lấy luộc rồi ăn cơm. Em mời chị Ngọc ăn cơm này. Chị đang trường ở đây toàn đi đấm nhau, toàn gọi cựu cương ra không chẳng biết. Canh rau, rau cà cốt. Cái trò. Cái trò. Con mời ông bà ăn cơm. Con đấy, thằng quay đấy. Mày giặt nữa. Ăn nấu được như vậy ăn thuận mừng rơi nước mắt. Bà nấu cả mấy chục năm cuộc đời mày đòi bằng bà. Mình mời mọi người ăn cơm nha. Con quên mất. Cơm cho con hai cái chén. Cũng có uống rượu với ông. Thôi thôi. Uống bia mày ra lại. Không. Ăn lại. Để cho người nhận nha. Bà tao khắp nhiều chứ. Mua lắm đấy. Không khó, không khó thôi. Không luôn. Bên xấu hả bà? Bữa ăn xấu. Con ăn để ra ngoài. Anh em ơi, mình đưa em của Na đi học nè. Đó, bây giờ mình đưa em của Na đi học. Bây giờ là đi học nhá. Em chào anh Kelly. Em chào anh Kelly bảo đi. Ok. Đi học vui vẻ nhá. Để
điện thoại sắp hết pin rồi mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ quay là không biết quay gì, quay nào anh em. Đúng không? Yeah. Yeah. Em bảo chị là cái gì mà tắt. Đi đây. Ngọc ăn. Ok anh em ơi. Thì hôm nay trời khá là đẹp luôn anh em ạ. Hoàng hôn đang xuống anh em ơi. Đó, trời khá là đẹp luôn. Wow. Quá là đẹp luôn anh em ạ. À.